Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Đấy, đây là con VF3 của mình thấy, mọi người thấy đẹp không? Đẹp nhỉ? Đẹp. Nói chung là ban đêm đi rất là nổi mọi người, nhìn cái đầu. Đấy, nhìn trước mặt. Nhìn yêu thật. Mình thật sự mình đi rất là nhiều xe rồi, nhưng mà lâu lắm rồi mình mới lại thấy một con xe mà mình đi cảm giác nó vui như con VF3 này, được rất là nhiều người đón nhận. Thì mình vừa mới làm việc xong, có rất là nhiều anh em hỏi mình bảo là mình làm gì, mình rất là rảnh. Thì mình hay làm về ban đêm đấy. Mình vừa tắt máy tính xong công việc của mình thì đêm thì mình làm một chút, còn ban ngày thì mình sẽ chơi cả ngày đấy. Chắc là mọi người cũng biết là mình làm gì rồi đúng không? Thôi vào vấn đề chính luôn. Thì lúc nãy mình có vào app ở VinFast ấy, cái app của VinFast ấy mọi người, để báo xem là xem cái tình trạng xe nó như thế nào. Thì tự dưng mình táo hỏa luôn mọi người. Mình lại thấy xe của mình nó đang di chuyển, nó báo là xe đang di chuyển. Nên là bây giờ mình sẽ xuống xe để mình kiểm tra. Đây nhá, mình tự dưng lại thấy xe nó đang di chuyển này mọi người. Không biết là mọi người có nhìn rõ không? Đấy, tự dưng nó báo xe đang di chuyển. Nên là mình phải đi xuống mình xem là tình hình xe ở dưới nó như thế nào. Tiện thì mình cũng đi sạc luôn và xem là cái tình hình chạm sạc ban đêm của VinFast nó như thế nào. Thấy anh em bảo là ban đêm thì xanh SM sạc rất là nhiều, tại vì ban đêm thì bên đấy được miễn phí sạc. Đấy, nên là họ sẽ sạc rất là đông. Thì tiện xe của mình cũng gần hết pin thì mình cũng ra mình cắm một tí xem như thế nào nhé. Xong mình sẽ quay lại cho mọi người xem và xem là cái đánh giá xem là ban đêm thì con VF3 này đèn đóm nó như thế nào, có đủ sáng không nhá. Để mình đi xuống ạ. Bọn trẻ con nhà mình thì nó ngủ hết rồi mọi người ạ. Bây giờ phải nói sẽ cười duyên tại vì bây giờ là đêm rồi. Đấy, có thang máy rồi mọi người. Đi vào luôn. Mình sẽ xuống tầng 1 nhá, tại vì xe để ở ngoài đường cơ. Xe thì không để ở trong hầm. Trong hầm thì mình đang định hai con xe rồi. Còn bây giờ mình sẽ đi ra ngoài ngoài đường để lấy xe. Khá là băn khoăn tại vì để xuống xem là tự dưng thấy xe nó đang di chuyển. Đấy, nó phải xuống để thăm xem là xe cộ nó như thế nào, tại vì xe vứt ngoài đường mà. Khá là nguy hiểm mọi người nhá. Với cả cái app của VF3 ấy họ không cập nhật được. Nên là nhiều khi đấy nó sẽ xảy ra cái trường hợp như thế này. Ui giời, đây là bên ngoài rất là tối mọi người. Tối lắm, không có ai cả, người ta đi ngủ hết rồi. Chỉ còn một vài quán cắt tóc là còn mở thôi. Không biết là mọi người có nhìn rõ không, cam của mình nó còn không bắt được mình cơ. Nó bắt rất là kém tại vì là cái cam này của mình bình thường thì mình hay để nó bắt tự động. Ôi, trời hơi mưa một tí mọi người. Trời hôm nay Hà Nội bây giờ thì đang là mùa thu đông rồi, khá là lạnh. Và đây thì còn đang mưa, hơi mưa một tí. Đấy, mình đang đi ra thì ra gần đến chỗ xe rồi. Ban đêm này thì chỉ có xe giao hàng thôi. Xe giao hàng của VinMart ấy hay chuyển hàng vào ban đêm. Nói chung ở khu ấy có điện luôn, các anh bật điện luôn. Đấy, nói chung ở khu nhà mình thì cũng khá là an toàn, không bị sợ lắm đâu, tại vì là khu nhà mình nó khá đông. À, kia rồi mọi người, xe đây rồi, xe đây rồi. Đấy, chứng tỏ là cái app này nó cập nhật bị sai mọi người ạ. Cái app này cập nhật sai. Đây, xe đây rồi mọi người nhá. Chứng tỏ là cái app này cập nhật bị sai. Để bây giờ mình thử chạy ra mình thăm thú được là sạc nó như thế nào nhá. Vào đến xe rồi mọi người. Ban đêm này thì đi thì mình thấy nói chung là cũng khá là nguy hiểm đấy, tại vì là đêm mà mọi người, nói chung mọi người hạn chế đi đêm,
hạn chế đi đêm về hôm sẽ là tốt nhất. Mình thì cũng ít khi đi đêm lắm, chỉ có hôm nay mình làm hơi muộn nên là mình sẽ đi quay luôn cho mọi người xem. Cũng khá là lâu rồi mình không quay đêm. Đợt gần nhất là mình quay quay con Lắc A là vào ban đêm. Mình đang cắm cái camera, mọi người nhìn rõ chưa? Rồi cam nó bắt mặt mình luôn. Mình sẽ bật đèn. Đấy, bây giờ mình sẽ lùi xe này, lùi xe đi. Mình bật cái đèn này nên là nhìn nó hơi bị chói một tí. Mấy ông này ông ấy đỗ sát mình quá. Đây nó hiện cái gì đây? Không có âm thanh à? Để mình chọn, mình đánh cái xe ra đã. Đánh xe ra xong rồi tí lại phải đánh vào. Rất mất thời gian mọi người. Ban đêm thì ở đây thì họ đi ngủ hết và họ để xe ở ngoài đường khá là nhiều. Mình đang chạy ở đây. Vẫn đang nói nhỏ tại vì lúc nãy quen nói nhỏ ở trong thang máy. Ban đêm thì mình sẽ nói khá là nhỏ tại vì hạn chế để cho mọi người ngủ đấy, và hạn chế tiếng ồn với lại cái hàng xóm. Bây giờ sẽ đánh xe ra để sạc. Đang chờ đèn đỏ. Đấy, thì để tí nữa mình lên cái đoạn trên kia xong rồi xem đèn đóm của VF3 nó sẽ như nào nhá. Mình nghĩ là con VF3 này từ hôm mình vẫn không để ý cái đèn đóm của nó lắm. Đây xong để mình quay cho mọi người luôn xem là đèn đóm nó như thế nào. Cái đèn này thì chỉ là cái đèn halogen thôi. Ở trong nó có cái bóng nét màu vàng thì mình thấy anh em hay đặt một cái bóng nét trắng ở trên Shopee về để thay vào. Thì thực sự là mình thấy mọi người thay cái bóng nét trắng màu nó sẽ, mình cảm giác nó còn tối hơn mọi người nhá. Mình sẽ cảm giác được nhiều khi nó còn tối hơn ấy. Nên là mình thấy chẳng cần phải thay cái bóng nét trắng đâu. Mặc dù là nó chỉ rơi vào khoảng tầm 300-400 nghìn thôi nhưng mà mình nghĩ là chẳng cần đâu. Mọi người, con xe này là con xe này để sinh ra đi ở trong phố. Nên là mình thấy cái bóng này nó cũng đẹp, cũng chẳng thấy nó xấu đâu mọi người. Nhìn vẫn rất là ok, vẫn đẹp. Và đây, mình đang đi thì nó cũng khá là đủ sáng nhá. Đây để mình quay cho mọi người xem. Cái chỗ này đèn thì, chỗ này đèn đường nó hơi sáng mọi người, nên là mọi người sẽ không nhìn rõ được. Để mình đi vào cái chỗ nào nó tối một tí thì mình sẽ quay cho mọi người sẽ thấy nó rõ hơn. À đây rồi, chỗ này cũng hơi tối. Đấy, mọi người có thể nhìn đèn khá là ok mà nhỉ. Đấy, để mình pha lên. Đấy, đây là đèn pha mọi người nhá. Thực sự là mình thấy nó cũng vừa đấy, nó không sáng bằng Lắc A nhưng mà mình thấy vẫn là ok tại vì con này là con xe đi trong phố. Mình phải đánh giá con xe này là xe đi trong phố mọi người nhá, nên là cũng được. Không vấn đề gì cả. Còn mình không khuyến khích mọi người lấy con xe này để đi xa nhá. Mọi người đi đèo đi dốc vào ban đêm, thực sự con VF3 này nó sẽ gây nguy hiểm cho mọi người nhá. Tại vì là nó sinh ra để đi ở trong phố chứ không phải là sinh ra để đi đi đường trường và đi đèo đi dốc mọi người nhá. Nên là mọi người lưu ý cái vấn đề đấy. Đây mình đang đi ra đến gần đến trạm sạc rồi. Mình thì hay sạc ở Vincom Long Biên. Đây mình đi ra đây xem là tình hình trạm sạc ban đêm nó sẽ như thế nào nhá. Đây rồi, đến nơi rồi. Ôi mà nó đông thật mọi người. Ôi đông vãi.
slot luôn. Thật sự anh em sang SM sạc rất là đông mọi người. Hết slot thật rồi. À đây, có một slot. Có một slot ở đây. Mọi người nhá, để mình lùi vào mình sạc. Ở trên này nó sẽ hiển thị cho các bạn xem luôn thông số này. Đang sạc đó chính là 41%. Đấy, năng lượng 0,14 kW. Thời gian sạc thì chắc nó chưa có mọi người. Mọi người thấy nó rất là nhanh, 41, 42. Đâu đó con V3 này sạc khoảng tầm 30-40 phút là đầy rồi. Để mình xem nào. Bây giờ là được, từ lúc mình cắm là được 41%. Đây rồi, ở trong xe đây mọi người nhá. Mọi người thấy không? Mình đi từ ngoài kia bước vào đây mà nó đã lên 43% rồi. Đấy, bây giờ là 00:39 mọi người nhá. 00:39. Đấy, đã được 43% rồi. Để mình sạc đâu đó khoảng tầm 90 trên 90% thì mình sẽ rút ra xem để mình đi về, tại vì nó cũng khá là muộn rồi. Để xem là tình hình sạc nó như thế nào nhá. Đấy mọi người thấy đây, ở đây nó có thông số thời gian còn lại khoảng 50 phút nữa thì pin sẽ đầy. Bây giờ được 44% rồi. Quãng đường dự kiến là 94 km, nhiệt độ là 26 độ C. Mọi người thấy thì nhiệt độ loanh quanh khoảng 26 độ. Bây giờ Hà Nội đang là mùa thu đông nên là sẽ thời tiết sẽ rất là dễ chịu, và ban đêm thì sẽ lạnh mọi người nhá, hơi lạnh một tí. Mình thì mình rất thích cái mùa thu này, mình cũng đã nói cho mọi người rồi. Đấy thì để mình trong thời gian chờ đợi thì mình vẫn cứ bật chế độ cắm trại thôi và mình ngồi chơi một tí nhá. Tí nữa mình sẽ cập nhật lại xem là bao nhiêu phút thì sẽ đầy pin nhá. Từ 41% lúc lại là 00:39 à. Rồi, tí nữa mình sẽ cập nhật lại cho mọi người nhá. Lại mình sạc là bao nhiêu nhỉ? 00:39 là bây giờ là được 36-37 phút rồi. 37 phút rồi, lúc lại là hình như là 41%, bây giờ lên đến 97% rồi mọi người nhá. 97% thì thôi, cũng khá là muộn rồi, bây giờ là tận 1:16 rồi. Thôi để mình dừng sạc để mình đi về. Thì đâu đó khoảng tầm 10 phút nữa là sạc sẽ đầy pin đến 100%. Thì thôi, sạc đến 97% thôi mọi người. Thì mình sạc lúc nãy là 41% lên 97%, mất khoảng tầm 37 phút. Tầm đấy, khoảng 37 phút. Rất là nhanh mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ ra mình rút sạc để mình đi ra xem là đèn đóm nó như thế nào, thì quay tiếp cho mọi người xong rồi để đi về, tại vì bây giờ cũng khá là muộn rồi, 1:17 rồi. Đợi mình một chút nhá. Đợi cắm sạc xong mọi người nhá, đi đâu đó bây giờ đồng hồ báo được là đi được 206 km. Thì đấy mọi người thấy, sạc khoảng tầm 30-35 phút là đi được hơn 200 km rồi. Thật sự là nó rất là nhanh, không hề bất tiện một tí nào.
Nếu mà mọi người thong dong như mình thì không nói nhá, mình thì rất là thoải mái về cái thời gian. Còn ví dụ như mọi người đi làm công sở thì mình nghĩ là đâu đó bỏ ra khoảng tầm 30-35 phút để sạc pin, 2 ngày mới phải sạc một lần, thì mình nghĩ là sẽ rất là hợp lý. Thật sự là cũng không quá là mất nhiều thời gian của các bạn đâu. Đấy, mọi người có thể thấy mình vừa sạc khoảng 35 phút là từ 40% lên đến 98% luôn ấy. Nên là rất là nhanh mọi người. Không không có không có lâu như mà mọi người nghĩ đâu. Và cái điều quan trọng nhất đó là chạm sạc của VinFast bây giờ thì sẽ rất là nhiều. Đấy, thì bây giờ mình xuống mình quay cái sẽ quay cái đèn đó cho mọi người xem. Sẽ là nó như thế nào. Đây chính là đèn của xe VinFast mọi người nhé. Thật sự là nó cũng không được sáng lắm đâu mọi người thử nhìn. Nó chỉ đủ ban đêm để mình đi ở trong phố thôi. Còn ví dụ mọi người đi xa thì thật sự là nó sẽ không đủ đâu. Trời thì cũng đang mưa rồi mọi người. Đấy, đây là con VF3 của mình mọi người thấy đẹp không? Đẹp nhỉ? Đẹp. Nói chung là ban đêm đi rất là nổi mọi người. Nhìn cái đầu. Đó, nhìn trước mặt. Nhìn yêu thật. Mình thật sự mình đi rất là nhiều xe rồi, nhưng mà lâu lắm rồi mình mới lại thấy một con xe mà mình đi cảm giác nó vui như con VF3 này. Được rất là nhiều người đón nhận. Và nó xinh xắn và rất đáng yêu mọi người. Nhìn. Thôi thì mình đi vào xe, có mưa quá mọi người ạ. Mưa to mọi người ạ. Mưa to nhá, không phải là mưa nhỏ đâu. Thôi để mình đi về mọi người ạ. Mưa to quá. Thực sự hôm nay đi thì mình cũng không nghĩ là nó mưa đâu. Đang đi thì mưa to quá. Đấy, từ hôm mọi người nhắc mình thắt dây an toàn cẩn thận trước khi lái xe, là từ hôm giờ là hôm nào mình cũng thắt dây an toàn cẩn thận mình xong rồi mình mới đi xe mọi người. Xe này có gạt mưa tự động mọi người, may quá vẫn có gạt mưa tự động. Nói đùa mọi người tí thì chức đấy là cái chức năng an toàn bắt buộc phải có. Không có thì mình nghĩ là không có đăng kiểm được đâu, nên là chắc chắn là phải có rồi. Mọi người thấy nhá, cái gạt mưa của VF3 rất là êm. Các đàn anh như ví dụ như là Lắc A này, Lắc SA này, VF8 này, VF9 này, gạt mưa không êm bằng con VF3 này luôn. Thật sự gạt mưa của VF3 rất là êm mà không bị kêu một tí nào mọi người ạ. Mặc dù nó chỉ là gạt mưa bằng sắt thôi nhưng mà mình thấy êm thật. Mình đang đi phi về nhà. Trời mưa khá là lớn mọi người. Đèn quá, hôm nay đi đi quay ban đêm thì lại mưa. Nhưng mà không sao. Đã có video để gửi đến các bạn. Các bạn nhớ xem video thì nhớ phải like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Video hôm nay rất là cực tại vì quay trời mưa. Đấy, mình thì không cần các bạn ủng hộ gì cả. Mình chỉ cần các bạn ủng hộ mình, đó chính là like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Rồi, thôi mình đi về đây. Bye bye mọi người. 1:30 mất rồi. Bye bye. Hẹn mọi người những cái video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và bấm vào chuông để có thể xem những cái video tiếp theo của mình nhá. Bye bye.